Nguyễn Hoàng xin chào quý cô chú mình đã quay trở lại với kênh Mái Nhà Chính Chủ Sài Gòn ha. Hôm nay Nguyễn Hoàng đang có mặt tại mặt tiền đường của trục đường 3 tháng 2. Ở đây là hiện tại đang thuộc số 1148 của trục đường 3 tháng 2 của quý chị. Thuộc phường 12, quận 11 của quý chị ha. Phía đằng này nè, đằng sau Nguyễn Hoàng đây nè. Đó, ở ngay đó là trục đường Tôn Đức Hiệp với lại trục đường Tạ Huy giao với lại 3 tháng 2 đó của quý chị. Hướng đó mình di chuyển ra là mình gặp trường học, đó là trường học Phú Thọ của quý chị ha. Và cũng là cái hướng đó luôn. Cô chú anh chị mình di chuyển về bên Lotte Max Lê Đại Hành nè. Rồi bên 3 tháng 2 nó có hai mặt tiền. Là mặt tiền ở 3 tháng 2 và mặt tiền ở Lê Đại Hành của quý chị ha. Hướng này thì mình di chuyển về bên quận 10. Rồi hướng về quận 3. Quận nhất nữa của quý chị là mình hướng đi về bên đường này ha. Còn phía bên kia đường này của quý chị thấy ngay chỗ Phúc Long không? Đó Phúc Long đó là trục đường của Hà Tôn Quyền. Vô bên trong đó là khu ẩm thực ăn uống của Hà Tôn Quyền của quý chị nha. Ở ngay chỗ Phúc Long đó ha. Vô bên trong đó là khu ẩm thực ăn uống Hà Tôn Quyền ha, ngay chỗ đường Hà Tôn Quyền di chuyển vô bên trong đó là nguyên cái đoạn đường đó tới đường Nguyễn Chí Thanh đó là khu đó ẩm thực ăn uống ha của quý chị. Còn cái hướng ngược lại này nè là mình sẽ di chuyển về bên trục đường Nguyễn Thị Nhỏ rồi trục đường Lò Siêu. Thì trục đường Lò Siêu nó có mấy cái trường học của quý chị, đó là trường tiểu học là Lạc Trung Quân nè, trường Nguyễn Thượng Hiền, rồi trường Chu Văn An là nó nằm ở bên trục đường Lò Siêu của quý chị ha. Nó có mấy cái ngôi trường đó luôn, với cái trục đường Dương Đình Nghệ đó, Dương Đình Nghệ với Lò Siêu á là trường nó sẽ nằm ở giữa, trường nó sẽ hai mặt tiền của quý chị, mặt tiền ở bên Lò Siêu và mặt tiền ở bên Dương Đình Nghệ của quý chị. Thì cái ngôi nhà của mình nó thuộc cái con hẻm 1150, mình di chuyển vô bên trong nha. Nhà này thì kết cấu một trệt hai lầu của quý chị, 4 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Hướng chánh của ngôi nhà của mình đó là hiện tại đang thuộc hướng bắc ha, tổ Hồng Liên pháp lý rõ ràng hoàn công đầy đủ của quý chị ha. Căn nhà này hiện tại chủ nhà đang chia sẻ cho bên Nguyễn Hoàng với mức giá đó là 5.380.000.000 của quý chị. Tổng diện tích đất ngôi nhà này lên tới 51m² của quý chị nha. Ngang 3, dài 15. Nã hậu là 5m của quý chị, ngang 3, dài 15, nã hậu 5m ha. 4 phòng ngủ nha quý chị ha. Thì bây giờ Nguyễn Hoàng sẽ review đường xá cho quý chị mình xem. Rồi cô chú chị mình cùng xem toàn bộ video clip này nha. Cô chú chị nào đang xem kênh của Nguyễn Hoàng thì có gì cho Nguyễn Hoàng một lượt like và một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh nha. Và có quan tâm ngôi nhà này thì liên hệ Nguyễn Hoàng với số điện thoại 0901 796379 cho quý chị. Để Nguyễn Hoàng sẽ qua mở cửa cho quý chị, cô chú anh chị mình xem ở bên trong ha. Ăn ý mình gặp trực tiếp chính chủ để mình thương lượng về cái giá cả của quý chị ha. Rồi giờ Nguyễn Hoàng sẽ review cho quý chị mình đường xá nha quý chị ha. Nguyễn Hoàng xin chào quý cô chú anh chị mình đã quay trở lại với kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Gòn ha. Hôm nay Nguyễn Hoàng đang có mặt tại mặt tiền đường của trục đường 3 tháng 2 nè. Ở đây thì hiện tại đang thuộc phường 12 quận 11 của quý chị. Còn phía bên kia đường á là thuộc phường 6 quận 11 của quý chị nha. Phía bên đó là thuộc phường 6 quận 11 ha. Đó, trước mặt đó là trục đường Hà Tôn Quyền nè. Lên bên trên là trục đường Tạ Uyên. Để mình hướng đi về bên chợ Tân Thành ha. Ở khu buôn bán bộ lon công tán ốc vít được của quý chị. Còn bên này á là trục đường Tôn Thất Hiệp thì nó có một cái ngôi trường, bên này là trường Phú Thọ của quý chị. Cái hướng này thì mình di chuyển về bên Lotte Max Lê Đại Hành nè. Rồi hướng đi về bên quận 10, quận 3, quận nhất. Hướng đi về bên cầu vượt 3 tháng 2 và Nguyễn Tri Phương của quý chị. Còn hướng ngược lại này nè là mình di chuyển về bên cầu vượt cây gõ của quý chị ha. Để mình hướng đi về bến xe miền Tây. Rồi về bên quận Bình Tân của quý chị. Quận 6, quận Bình Tân. Còn phía bên kia là trục đường Nguyễn Thị Nhỏ ha. Nguyễn Thị Nhỏ để mình hướng đi về bên chợ lớn ha, bến xe chợ lớn của quý chị ha. Rồi bên này nó có cái đường nữa nè, là đường Lò Siêu. Lò Siêu mình đi vô là trục đường Dương Đình Nghệ. Ở bên trong nó có ba ngôi trường, đó là trường Lạc Văn Quân, trường Nguyễn Thượng Hiền và trường Chu Văn An của quý chị. Thì nếu cô chú anh chị nào muốn tìm cái ngôi nhà này á thì một á là cô chú anh chị mình đi từ bến xe miền Tây, mình đi lên 3 tháng 2 thì mình sẽ gặp cái con hẻm nó nằm ở bên tay trái nha. Con hẻm 1150 nó nằm ở bên tay trái nha quý chị. Ở ngay chỗ chụp ít quang răng nè quý anh chị, chụp ít quang răng nè ha. 1150 của 3 tháng 2 phường 12 quận 11 của quý anh chị ha. Còn nếu cô chú anh chị nào mà mình di chuyển từ vòng xoay của Võ Thị Sáu cái mảng 8 á, mình di chuyển về đây á thì nó nằm ở bên tay mặt ha, bên tay phải luôn nha. Bên tay mặt bên tay phải luôn. Rồi mình hướng đi qua Lotte Max Lê Đại Hành á, mình đi xuống dưới đây một tí nữa là mình sẽ gặp cái hẻm này của quý anh chị ha. 1150 của quý anh chị. Thì căn nhà của mình nó có hai cái hẻm vô. Một là của chúng chị mình đi hẻm 1150 là hẻm này. Còn hoặc là mình đi hẻm bên kia. Ở ngay chỗ cái trụ điện đó đó, nó có cái con hẻm nhỏ nhỏ bên trong đó đó.
là hẻm 1162. Thì một là mình đi hẻm đó, hai là cô chú anh chị mình đi hẻm này. Thì hai hẻm, hẻm nào cô chú anh chị mình di chuyển cũng được hết. Hẻm này thì nó rộng rãi hơn, nó thoáng hơn, nó đường xá nó đi nó rộng rãi hơn cô chú anh chị. Còn hẻm kia thì nó đi hơi nhỏ ha, nhưng mà hẻm bên kia thì nó đi nó gần tới nhà hơn. Thì giờ ông Hoàng sẽ di chuyển từ từ vô bên trong nhà cho quý anh chị mình xem nè. Ở đường xá này, đường này nó rộng tới chắc khoảng 3,5 mét của quý anh chị, 3,5 mét tới 4 mét ha. Nói chung là xe hơi có thể di chuyển vô được nha, này xe hơi di chuyển vô được nha quý anh chị. Ở mình di chuyển vô bên trong đó, cái mình rẽ tay trái nha, này đang thuộc số 1150 nè. Hẻm này nó đi thông ra tới bên Tôn Thất Hiệp nè. Đó, di chuyển vô bên trong kia, cái nó nằm ở bên tay trái nha. Nó có cái con hẻm nằm bên tay trái nha quý anh chị ha. Bên tay trái này nó có cái con hẻm nè, cho mình rẽ trái qua. Đó, để ngoài di chuyển từ từ vô trong cho quý anh chị mình xem. Căn này đường cái diện tích nó tới 51 m² lận của quý anh chị. Nó hậu tới 5 m lận của quý anh chị nha. Đó, tổng diện tích đất đó tới 51 m², nó hậu 5 m nha. Đó, tới đây quý anh chị mình rẽ tay trái ngay góc này nè. Tới đây là tới số 1150/35. Đó, nó có con hẻm này. Hẻm này nó rộng chắc khoảng cỡ 2,5 m đến 3 m. Xe ba gác vô thì vô tư nha. Hẻm này thì xe ba gác vô vô tư. Thì từ đây ra mà hẻm chính á thì nó khoảng cỡ chừng là 70 m thôi là mình ra tới hẻm chính rồi. Hẻm chính mặt tiền đường của đường 3 tháng 2 rồi. Ở tới đây cái mình rẽ trái vô đây nè. Nhà mình nó nằm ở bên trong con hẻm này nè quý anh chị. Ở tới đây cái mình rẽ tay trái cái nữa ha. Ở tới đây mình rẽ tay trái nữa. Còn nếu mình đi cái hẻm 1162 vô thì nó gần hơn quý anh chị ha. Hẻm 1162 vô gần hơn. Ở đây thì đi thông ra bên Tôn Thất Hiệp nè. Ngay chỗ trụ sở khu phố 6 nè. Cái hướng này đi bên Tôn Thất Hiệp ha. Hẻm địa chỉ chính xác của ngôi nhà của mình đó là 1162 nha. Ở 1162 là cái hẻm bên này nè. Ở cái hẻm bên đó đó. Còn nếu mình đi hẻm 1150 thì nó rộng hơn. Ở bên trong này nó có cái nhà nè. Ở căn nhà của mình đây nè ha. Ở một trệt hai lầu của anh chị ha, là một lầu hai đây nè. Là một lầu hai nha. Ở sổ hồng riêng của anh chị ha. Ở nhà được cái có khoảng sân nè, khoảng sân đậu xe nó cũng thoải mái ha. Này đậu được 3 đến 4 chiếc xe thoải mái nha. Ở một trệt hai lầu ha. 4 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh ha, có thêm khoảng không gian sân thượng ở bên trên nữa để phơi đồ, để bồn nước rồi trồng cây ở bên trên nó cũng được. Trước nhà này chủ nhà có làm mấy cái van nước nè. Mấy van nước nha quý anh chị, mấy van nước khu vực này nè. Ở trước nhà đậu xe thoải mái nha. Căn này thì chủ nhà đang chia sẻ cho bên Nguyễn Hoàng với mức giá đó là 5,380 triệu nha. 5,380 triệu giá còn thương lượng của quý anh chị ha. Bề ngang là 3 m ha. Sâu vô trong là 15 m. Nở hậu là 5 m của quý anh chị. Ở giờ ông Hoàng sẽ review vào bên trong nhà cho quý anh chị mình xem ha. Nhà đẹp mới vào ở ngay nha quý anh chị. Cách một căn thôi là mình ra cái đường chính rồi. Đó, rẽ phải này thì ra 1150 nè. Còn rẽ trái này nè, rẽ trái bên này là 1162 nha. Ở giờ cùng mời quý anh chị mình tham quan bên trong ngôi nhà này nha. Nguyễn Hoàng xin chào quý cô chú anh chị mình đã quay trở lại với kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Gòn ha. Hôm nay Nguyễn Hoàng đang có mặt tại con hẻm 1162 của trục đường 3 tháng 2. Ở đây thì hiện tại đang thuộc quận 11 của quý anh chị nha. Ngôi nhà của mình hiện tại đang thuộc quận 11 ha. Hôm nay Nguyễn Hoàng đang có mặt tại đây để review cho quý anh chị mình một ngôi nhà với cái diện tích nó khá là rộng nha quý anh chị. Căn nhà này nó tới 51 m² đất lận của quý anh chị nha. Rồi kết cấu là một trệt hai lầu nữa của quý anh chị, sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng hoàn công đầy đủ của quý anh chị. Ở căn nhà mình đường cái là trước nhà mình có khoảng sân nè. Khoảng sân là mình đậu được 2 chiếc xe, 3 chiếc xe thoải mái nha. Khu vực này nè, mình đậu 2-3 chiếc xe thoải mái, đối diện mình là bức tường. Đối diện bên này là bức tường nha quý anh chị. Nên mình đậu xe nó cũng thoải mái ha. Này là lầu 1 của ngôi nhà của mình nè. Bên trên là lầu 2. Lầu 2 thì nó có cái sân thượng ở bên trên. Nhà này cái công năng sử dụng nó tới 4 phòng ngủ lận. 4 phòng ngủ và hai nhà vệ sinh ha. Ở sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng của quý anh chị nha. Thuộc cái con hẻm 1162 của trục đường 3 tháng 2. Mình đi thông ra bên 1150 của trục đường 3 tháng 2 ha.
căn nhà này hiện tại đang có hướng chánh là thuộc hướng hướng bắc của quý anh chị nha. Nhà mình đang có hướng chánh thuộc hướng bắc ha. Nhà này thì sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng của quý anh chị. Đồng hồ nước điện nước là nước chính của nhà nước của quý anh chị. Đồng hồ điện của nhà mình thì nằm ngay góc góc tường bên đây nè. Còn đồng hồ nước thì nằm ở bên trong. Để ông Hoàng quay sơ cái sân cho quý anh chị mình xem ha. Thì không gian này là không gian sân của ngôi nhà của mình đây. Nhà này được cái là cái diện tích nó khá là rộng nha quý anh chị, 51 mét vuông đất luôn cô chú anh chị nha. 51 mét vuông đất luôn, kết cấu một trệt hai lầu luôn. Mà chủ bán chỉ có nhỉnh hơn 5 tỷ một tí thôi. Nhỉnh hơn 5 tỷ một tí thôi quý anh chị là mình sẽ sở hữu ngay được cái ngôi nhà này rồi. Một trệt hai lầu 4 phòng ngủ phù hợp cho gia đình từ 8 đến 9 người là ở căn nhà này là quá tuyệt vời luôn quý anh chị. Ở đối diện bức tường đậu vài chiếc xe thoải mái luôn ha. Ở hướng này ra hẻm lớn nè quý anh chị ha. Đó, cách một căn thôi là mình ra hẻm lớn rồi. Hẻm này đậu xe thoải mái luôn. Đó. Cái bên tay phải này là mình đi thông ra bên 1150 á quý anh chị. Ở ngay góc đó đó. Thông ra bên 1150, còn cái này á mình đi thông ra bên trục đường Tôn Thất Hiệp ha. Còn cái hẻm chính của ngôi nhà của mình là hẻm này nè. Hẻm chính của ngôi nhà của mình là hẻm này. Hẻm này là 1162. 1162. Ở khu vực xung quanh đây, nhà lầu cao tầng không luôn. Khu này dân trí cao của quý anh chị nha. Ở hàng xóm của mình là nhà cao tầng hết luôn nha. Đó, căn nhà mình nó nằm trong con hẻm này. Con hẻm này mình di chuyển vô bên trong là tới nè. Ở lầu 1 của nhà mình đây nè, lầu 2 nằm ở bên trên này. Ở đường nhà mình đây. Hẻm trước nhà mình đậu hai chiếc xe thoải mái ha. Đối diện nhà mình là cái bức tường. Đối diện này là bức tường của quý anh chị. Mình đậu hai chiếc xe ở đây là ba chiếc được luôn nha. Đậu gọn gọn là được ba chiếc xe thoải mái luôn ha. Ở điện nước là nước chính của nhà nước của quý anh chị. Đồng hồ nước của nhà mình thì nó nằm ở góc bên này nè, góc bên tay phải của Nguyễn Hoàng đây nè. Thì căn nhà này hiện tại là chủ nhà đang chia sẻ cho bên Nguyễn Hoàng với mức giá đó là 5 tỷ 380 triệu nha, 5 tỷ 380 triệu của quý anh chị nha. Giá này thì chủ nhà vẫn còn thương lượng nữa của quý anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu quan tâm cái bất động sản này, mình kết nối ngay với Nguyễn Hoàng với số điện thoại 0901 796379 nha. Còn nếu cô chú anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình chia sẻ cái video này giúp cho bên Nguyễn Hoàng ha. Nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất của quý anh chị nha. Nhà này thì chủ nhà làm mới hoàn toàn luôn cô chú anh chị, làm mới hoàn toàn luôn. Thì cô chú anh chị mình vào là mình chỉ có ở thôi. Được cái là nhà mình nở hậu nha cô chú anh chị. Nhà mình phong thủy cực kỳ tốt luôn. Nở hậu ra tới ở ngoài đó là gần 5 mét lận cô chú anh chị. Phía đằng sau của nhà mình đó nở hậu gần 5 mét lận cô chú anh chị nha, gần 5 mét nha. Còn phía trước này thì nó 3 mét lận cô chú anh chị. Bề ngang phía trước này là 3 mét. À, chiều sâu vô trong là 15 mét. Nở hậu ở phía sau là gần 5 mét cô chú anh chị nha, gần 5 mét ha. Ngang 3 dài 15, nở hậu gần 5 mét. Kết cấu một trệt, hai lầu. Sân thượng của chú chị, 4 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Hướng chánh là thuộc hướng bắc ha. Nhà mình thì chủ nhà gắn quạt rất là nhiều luôn, rất là mát của chú chị. Nguyên cái dãy tường này là chủ nhà gắn ba cánh luôn, ba cánh quạt luôn ha. Cửa này thì chủ nhà xài là cửa nhôm sinh pha 4 cánh nè. Hai bên này của chú chị, cửa nhôm sinh pha 4 cánh. Đây là cái CB tổng của ngôi nhà của mình đây. Mấy bữa nữa cái cọng dây này thì chủ nhà sẽ ép vô tường luôn cho nó gọn lại của quý anh chị nha. Phía ngoài này thì chủ nhà có làm cái van nước ở đây nè, cái van nước nè. Cô chú anh chị nào mình muốn rửa xe, muốn rửa đồ á, đó, mình lấy cái van nước này mình xịt rửa xe đồ nó cũng tiện nè. Trước nhà này đậu ba chiếc xe thoải mái luôn. Nói chung là đậu thoải mái luôn của quý anh chị. Ở bên trên hệ thống đèn led âm trần ha, hai bên thì chủ nhà tăng cường thêm bóng đèn 1 tiếp 2. Bên kia cũng vậy luôn. Ở đây chủ nhà có làm thêm cho mình một cái bộ ghế sofa đó nè. Ngay góc này là một cái bộ ghế sofa. Đó, rồi mấy cái ghế và một cái bàn nữa quý anh chị. Mấy ghế nhỏ nữa ha. Nhà này rất là đẹp quý anh chị ha. Nhà này không có lộ giới gì hết quý anh chị ha. Không có bị hẻm giới lộ giới gì hết ha. Đó, tủ lạnh nè. Tủ lạnh hiệu LG nè quý anh chị. Đó, tủ lạnh này có cái chế độ mà nước ở đây nè quý anh chị. Với lại chế độ làm đá tự động ở đây luôn nè. Tủ lạnh này không có chế độ làm đá tự động nha quý anh chị nha, làm đá bằng tay ha. Ở không gian của mình đây, không gian phòng khách của mình đây ha, khá là rộng của quý anh chị. Phía ngoài đó mình để vài chiếc xe, 3 đến 4 chiếc xe. Rồi phía ngoài đó mình để cũng 2-3 chiếc xe nữa, mình để thoải mái luôn. Rồi bên trong này thì mình gắn cái tivi ở đây nè, để mình xem phim đồ ha. Ở đây nó còn khoảng trống nè, khoảng trống này mình có thể mình thiết kế mình để máy giặt ở đây nè, không thì mình thiết kế mình để trên lầu 2 sân thượng, để trên bên trên đó cho nó tiện.
cái đoạn này là cái đoạn nở hậu nha quý anh chị. Cái đoạn nở hậu của mình là nó từ từ đây nè, trải dài ra đằng sau á, là tới 5 mét rồi. Cái đoạn nở hậu á là nó trải dài từ đây ra đằng sau là 5 mét. Còn từ đây ra đằng trước á là 10 mét của quý anh chị nha. Từ đây ra đằng trước đó là 10 mét ha. Ở từ đó là ngang 3, dài vô đây là 10. Rồi từ cái 10 này nè, mình nở hậu vô bên trong là 5 mét. Rồi nhà nở hậu 5 mét luôn. Ở bên trong là toilet của mình nằm ở lầu 1 nha quý anh chị, tầng trệt nha. Ở tầng trệt của ngôi nhà mình đây, toilet thì trang bị đầy đủ hết nè. Đó, ô kính rồi kệ đồ đầy đủ hết. Vòi sen tắm bên này là đầy đủ hết quý anh chị. Đó, gạch ở dưới gạch nhám ha, chủ nhà làm thêm cái bậc tân cấp để đi xuống nữa nè. Bên này là cái gian bếp của mình đây. Gian bếp này thì bề mặt này thì chủ nhà thiết kế là bằng đá hoa cương. À, đá mây bồ của anh chị. Bồn này là bồn rửa chén nè. Bồn này cũng bằng đá nè của anh chị. Bồn này bằng đá luôn ha. Vòi nước của nhà mình đây nước rất là mạnh nha của anh chị. Bên này bồn này nó có hai hộc ha. Nước rất là mạnh nha. Bên trên này chủ nhà làm cái kệ nè, kệ chén nè, kệ nóc 304 nè. Để mình để chén bát, chén dĩa đồ nè ha. Ở hệ thống tủ của mình đây, cái này chắc là để máy hút mùi. Cái khoảng trống này là để máy hút mùi, mình để bếp ga ở đây nè. Bếp ga ở đây. Bếp ga hoặc là bếp âm tùy theo của chúng chị mình. Ở không gian hệ thống tủ đây, tủ nhà mình đây của anh chị. Ở không gian tủ là tủ này tủ nhôm nha, tủ này tủ nhôm. Ở không gian tủ nhôm bên dưới cũng vậy luôn. Ở bên dưới cũng có hệ thống tủ rồi đầy đủ hết ha. Ở tủ nhôm rất là xài rất là ok nha của anh chị, rất là bền ha. Không gian này còn khoảng trống này, ở đây mình có thể mình thiết kế mình để cái kệ thờ ông táo ở ngay góc này cũng được của anh chị. Ở mình thiết kế mình để kệ thờ ông táo ở đây cũng góc này cũng được. Nhà mình được cái là bên dưới này có một cái phòng ngủ dành cho người lớn tuổi nè cô chú anh chị. Ở cô chú anh chị nào mà người lớn tuổi thì mình ngủ nằm mình ngủ dưới đây ha. Thì cái phòng này nó cũng rộng nha. Nó bề ngang nó tới gần 5 mét. Chiều dài này chắc khoảng có 3 mét đó cô chú anh chị. Ngang chắc khoảng có 3 mét đó. Tổng cái phạm vi này là 15 mét vuông á. Phạm vi này 15 mét vuông mình ngủ thoải mái luôn, mình để đồ quần áo rồi tủ đồ mình để đồ thoải mái luôn. Ở hệ thống đèn nè. Ở đèn led âm ở bên trên nè. Ở không gian là rộng rãi luôn quý anh chị. Ở gạch chủ nhà ốp cao ráo lên tới bên trên đó luôn. Đó. Hệ thống đèn một tiếp 2 đồ đầy đủ hết. Nhà mình đang thuộc cái con hẻm 1162, nhà mình đang thuộc một sẹt của quý anh chị nha. Một sẹt của đường 3 tháng 2 ha. Một sẹt của đường 3 tháng 2. Ở thuộc phường 12 quận 11 của quý anh chị thành phố Hồ Chí Minh ha. Ở đây thì gần ngay chỗ trường học Phú Thọ nè. Gần ngay chỗ góc ngã tư giữa đường Phú Thọ, đường Tôn Thất Hiệp giao với lại đường 3 tháng 2 và Hà Tôn Quyền và đường Sủi Cảo, ngay chỗ góc Sủi Cảo Hà Tôn Quyền rồi của quý anh chị Nguyễn Thị Nhỏ rồi ha. Ở nhà mình gần ngay góc này luôn ha. Ở cái này là đường, cái này là cầu thang nè. Cầu thang này thì hiện tại là chủ nhà đang thiết kế là cầu thang đúc bê tông cốt thép nha. Cầu thang này đúc bê tông cốt thép, bề mặt đi là bằng đá mây bồ nè của anh chị nha. Mấy cái đá này là đá mây bồ nè. Tay vịn thì bằng sắt của anh chị. Ở khung sắt nè ha. Rất là kiên cố luôn. Ở cầu thang này thì chủ nhà thiết kế là không có bị đâm ra đường. Nói chung là nó giật ngược vô trong nha. Ngang 3 mét, dài 15 mét của anh chị. Nhà mình rất là dài nha. Có khoảng không gian nở hậu phía sau nữa. Ở phía trước này có khoảng không gian phòng ngủ nè, có ban công nè của anh chị. Ở một phòng ngủ, một ban công ở ngoài đây. Phòng này là phòng thứ hai. Phòng này thứ hai nằm ở lầu 1 ha. Lầu 1 nó tới 2 phòng. Thì phòng này là phòng thứ nhất nè, phòng bên trong là phòng thứ hai. Có lại một phòng ở dưới tầng trệt nữa. Là lầu 1 này là lầu 1 với tầng trệt tổng cộng là 3 phòng nha. Lên bên trên lầu 2 nó có một phòng nữa bên trên nữa. Này 3 phòng ngủ của anh chị, 4 phòng ngủ nha. Bố ngủ gia đình mình từ 8 đến 9 người ở căn nhà này quá tuyệt vời luôn. Ở đường ống thoát nước rồi đầy đủ hết nè. Góc bên đó là đường ống thoát nước nè. Hệ thống đèn đồ đầy đủ hết ha. Đèn led âm trần ở bên trên nè. Cửa này xài cửa nhôm nha. Nhôm kính của chúng chị nha. Nhôm kính, chủ nhà xài nhôm kính nha. Ở ban công mình phơi đồ ngay góc này cũng được. Cái ban công này nó rộng khoảng ở chừng là
mét hơn đó quý anh chị, khoảng có mét hơn. Tay vịn thì chủ nhà làm là tay vịn bằng sắt nha, sơn với tông màu là màu màu trắng đó quý anh chị, màu trắng ha. Ở đây hướng này mình đi thông nè, mình đi ra bên Tôn Thất Hiệp nè, ra ngay chỗ trường trường học Phú Thọ của anh chị, rồi mình thông ra bên 1150 của đường 3 tháng 2, rồi mình thông, nói chung là thông tứ tung hết của anh chị nha. Ở đây là không gian của khu vực di chuyển nè, ở đây mình để đồ, rồi mình để một cái bộ ghế ở đây cũng được nha. Không gian này nói chung là nó cũng khá là rộng nha của anh chị, cầu thang nói chung là chủ nhà làm nó cũng nằm ở giữa giữa nè. Ở cầu thang này thì cầu thang bằng sắt, cầu thang này là cầu thang bằng sắt nha quý anh chị, cầu thang từ từ lầu 1 đi lên lầu 2 là bằng sắt nha. Ở phía ngoài đó là một phòng, bên trên là hệ thống đèn nè. Nhà này thì chủ nhà không có giật hợp quý anh chị, nên của chú anh chị mình sẽ thấy nó, cái trần nó sẽ cao hơn ha, cao hơn. Rồi bên trong này một phòng nữa, phòng bên trong này thì có toilet riêng, toilet riêng nằm ở trong này. Ở cửa xài cửa nhôm, nhôm kính của anh chị còn xài tốt nha. Ở đây chủ nhà cũng có gắn quạt nè, quạt treo tường nè. Ở không gian phòng ngủ của mình đây, phòng này phòng thứ hai nằm ở lầu 1 nha, hệ thống đèn đồ đầy đủ hết ha, phòng này rộng nha quý anh chị. Không gian nhà mình nở hậu là ngay góc này nè, nguyên cái phòng này là nở hậu hết là 5m đó quý anh chị, nở hậu hết là 5m nha. Đó thì quý anh chị mình thấy không, cái bức tường của ở ngay chỗ này nó chỉ có tới đây thôi, thì nó khoảng có 3m thôi ha. Ở từ đây vô bên trong đó nó nở ra nữa nè, nó nở ra rộng ra, thấy không quý anh chị, thấy không, nó nở ra tới 5m lần. Ở trong đó nó tổng cộng là 25m² đất đó của anh chị. Nhà mình đó tổng cộng cái diện tích đất là 51m² đất của anh chị nha. Kết cấu một trệt, hai lầu sân thượng của anh chị, hoàn công đầy đủ nha. Hoàn công đầy đủ của anh chị nha. Ở hướng chánh của ngôi nhà của mình là hiện tại đang thuộc hướng hướng bắc của anh chị. Sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng. Mức giá chỉ nhỉnh hơn 5 tỷ một tí thôi của anh chị, mình sẽ sở hữu ngay ngôi nhà này. Nhà đẹp mới vào ở ngay, không cần phải tân trang hay sửa chữa gì hết. Ở này phía này, phía sau này là cái mái nè, đúng theo hiện trạng là trên sổ của mình đó, là phía sau này là mái tôn, còn phía trước này là phò lầu, lầu của nhà của mình này chưa bật đèn quý anh chị, bật đèn là sáng trần luôn, thấy không, hệ thống đèn này đủ hết. Cửa sổ nè, này lối thoát hiểm nha, này mình mở ra mở vô được nè. Đó, có khóa chốt nè, mình mở ra mở vô được ha. Này lối thoát hiểm để mình ra vô nha quý anh chị. Đó, này lầu 2 của anh chị nha, lầu 2 của ngôi nhà của mình. Ở bên trên hệ thống đèn đầy đủ hết. Đó, bên này là cửa chính nè, bên cửa sổ nè, cửa chính nằm bên này. Ở nhà mình có cửa chính, cửa sổ rồi đầy đủ hết. Ở sân thượng của nhà mình đây, phía trước đó chủ nhà làm cái bồn nước nha quý chị, bồn 500 lít nha, 500 hay 1000 lít gì đó cũng như vậy ha, bồn này. Ở khoảng không gian này là sân thượng của nhà mình đây. Ở hai bên thì chủ nhà xây tường cao lên khoảng 1m hơn. Ở trước đó thì chủ làm cái sắt nha, lan can bằng sắt của anh chị ha. Ở đây thì chủ nhà cũng có kê lên nè, kê cái bồn nước này lên nè của anh chị, đường ống là đầy đủ hết rồi của anh chị. Này mình về mình gắn cái máy nước nóng năng lượng mặt trời ngay góc này cũng được nè. Ở cô chú anh chị mình muốn gắn thì mình gắn ha. Bên trên này là cái mái tôn nè, mái tôn của ngôi nhà của mình ha, chủ nhà mới làm kéo ra thêm nha của anh chị. Ở chủ nhà là hàng cho nó ra ngoài đây nè, để mình để máy giặt ở đây nè ha. Cái này mình về mình thiết kế mình để máy giặt ngay góc này nha của anh chị. Đó, hệ thống đèn đồ đầy đủ hết. Căn nhà này thì gần trường học, rồi gần Sủ Chảo Hà Tôn Quyền, khu ẩm thực ăn uống, rồi gần nói chung là gần nhiều lắm cô chú chị, Lotte Mart Lê Đại Hành, rồi gần công viên Đầm Sen. Ở đường trước nhà thì nó rộng rãi ha, mình đậu xe thoải mái nha, nhà mình hẻm thông nữa.
thông ra tới 1150 của 3 tháng 2 rồi mình thông cho thông qua bên thông ra bên Tôn Thất Hiệp của cô chú chị. Nói chung là thông nhiều lắm cô chú chị. Bây giờ ông Hoàng cũng xin thông báo lại cô chú chị mình đó là ngôi nhà của mình có kích thước là ngang 3m, chiều sâu vô trong là 15m nha. Nở hậu là 5m của chú chị nha, nở hậu là 5m ha. Một trệt hai lầu, sân thượng của chú chị gồm 4 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Hướng chánh là hướng bắc ha, sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, mua bán ký công chứng sang tên lúc nào cũng được luôn. Mức giá mà chủ nhà đang chia sẻ là 5.380.000.000 nha. 5.380.000.000 của chú chị nha. 5.380.000.000 giá này thì còn thương lượng nữa. Cô chú anh chị nào có nhu cầu quan tâm thì kết nối ngay với Nguyễn Hoàng với số điện thoại 0901 796379 nha. Còn nếu cô chú anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm á, mình chia sẻ cái video này giúp cho bạn Nguyễn Hoàng ha. Đó, nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất của chú anh chị nha. Đó, nhà mới đẹp và ở ngay của chú anh chị ơi, không cần phải tân trang hay sửa chữa gì hết. Và bây giờ thì Nguyễn Hoàng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo. Chúc quý cô chú anh chị mình một ngày làm việc an lành và tốt đẹp nha.